dài nhưng mới quên mất tên người ngoài đều tìm trong tim anh. Kính chào các bạn, hôm nay mình bên mình Hùng ô tô cũ vừa bán một chiếc xe Matiz phiên bản Color sản xuất 2006 cho một bác dân ở trên thị trấn Vĩnh Tường. Giờ mình đang ship xe lên tại nhà cho khách. Giờ mình đang đi trên cung đường mới, đường từ quốc lộ 2 đi về thị trấn Vĩnh Tường. Đấy các bạn xem, bên mình chuyên mua bán ô tô cũ, giá tiền hợp với những người dân, với mức tiền từ 60 triệu cho đến 300 triệu. Hôm nay mình đang đánh xe lên cho khách, bên mình nhận bao ship toàn quốc. Rất mong các bạn ủng hộ và chia sẻ đến với ô tô cũ Hùng ô tô cũ Mê Linh. Số điện thoại 0913660299. Giờ mình tập trung lái xe, kính chào quý vị và các bạn, chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ, hạnh phúc và phòng chống cây dịch COVID-19 này. Xin chào và hẹn gặp lại.